Em hôm nay mình có rất là nhiều video đi trêu gái bản. Đấy, hôm nay thử thách đi trêu dài bản đi. Đó, các bác nhìn thấy trước mặt mình chưa? Đây có hai gọi là, nếu mà ở một số nơi thì có gọi là Bạch công tử. Thì Hà Giang mình có gọi là Huyết công tử. Nhưng mà thật sự là đấy, bạn trên mới là chuẩn là Huyết công tử. Ai dừng. Ê giời ơi. Hai đứa mày có quần áo đẹp nhỉ? Ê thằng này. Thằng này đỏ thế nhỉ? Mày phải đeo khẩu trang đỏ nữa thì mới đẹp chứ. Hả? Đây. Quần đỏ, áo đỏ này, giày đỏ. Cái này còn có tim màu đỏ à? Sao mặc áo đỏ ở trong nữa? Không. Ồ, thế mặc chỉ màu đỏ không? Hả? Mày phải tóc nhuộm đỏ nữa dài ạ. Đẹp luôn. Anh thấy đẹp mà. Nhưng bọn em không thích nhuộm đỏ đỏ lắm. Không thích nhuộm đồ đỏ à? Ồ, thằng này nữa. Thằng này nữa. Ui giời, cũng đỏ này, nhưng mà thằng này sao không đeo giày đỏ, đeo giày trắng này? Có người yêu chưa? Hai đứa mày có người yêu chưa? Chưa. Anh quay có nhiều gái lắm. Hả? Mặt đỏ. Có phải ở TikTok phê phê đấy không? Ừ đúng rồi. Đúng là anh phê phê rồi. Hôm nay anh cho chúng mày nổi tiếng nhất trên mạng xã hội này, hiểu chưa? Đỏ lư luôn. Nhưng mà nhà ở đâu? Em nhà ở. Sao mày biết anh? Nhưng mà sao mày biết anh? Em thấy ở TikTok mà. Anh cảm ơn nhá. Cảm ơn này. Cảm ơn hai đứa nhá. Nhưng mà anh thật sự thấy thích bộ quần áo của mày. Nhưng mà thằng này cũng hai thằng này quần áo như nhau luôn này nhỉ? Nhưng mà thằng không đeo đôi giày màu đỏ nữa. Ok, cảm ơn hai đứa nha. Anh đi đây, bye bye nha. Đi chơi nha. Ok, cảm ơn nha. Anh nha. Các bạn đi trêu nó mà nó lại biết ngay mình, biết cái TikTok phèn phèn rồi, hỏng rồi. Nó hỏng. Không biết. Tí về nó xem TikTok kiểu gì nó cũng chửi mình.